you Vâng, Thọ Nhật Bãi lại xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video của shop Thọ Nhật Bãi ngày hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2023. Thì mấy ngày gần đây thì có rất là nhiều bác khách hàng là nhắn tin và gọi điện bảo sao không lên video. Thì thực tế em cũng nói là vì công việc nó rất là bận. Mỗi ngày thì 15 đến 20 đơn hàng phải test cơm, phải dọn vệ sinh và tháo ra vệ sinh quạt vệ sinh phần điện thì mới gửi đi cho các bác cho nên là mình chỉ làm công suất đến như thế thôi và trong một tuần thì các đại lý bên em luôn luôn đặt hàng cứ một tuần là bên em phải soạn tầm 40 đến 50 cái nồi gửi cho các các bác khách đại lý là cứ thế chọn theo cái mức giá và gửi thôi chứ không phải gửi ảnh cho nên là cái công việc nó khá là bận thì em cũng tranh thủ em lên sóng cho các bác vào vào một số ngày ví dụ như cái xong đơn em lại lên cho các bác cứ soạn được khoảng tầm hai ba mươi con nó ngon lành em lại mới lên đơn cho các bác được cho nên là các bác uh, cứ theo dõi kênh các bác lên uh, xem video mà được uh, chọn được cái mã nào ưng ý thì các bác uh, vui lòng đặt hàng giúp em nhé thì nếu mà các bác xem trên điện thoại á các bác xem trên điện thoại thì các bác uh, vào các bác tìm kiếm uh, tìm kiếm thọ nhật bãi này Đấy, tìm kiếm thọ nhật bãi thì nó sẽ lên cái kênh như thế này kênh của em như thế này thì nếu mà bác nào chưa đăng ký thì nhấn vào cái nút đăng ký đấy các bác đã đăng ký rồi mà chưa nhấn vào cái nút quả chuông thì nhấn vào cái nút quả chuông đấy như cái này là máy của em đang kênh của em thì nó sẽ lên như thế này nhưng mà máy của các bác á, thì nó sẽ có cái mục là đăng ký kênh ở phía bên dưới này thì khi các bác bấm vào đăng ký thì em có video là là cái thông báo nó sẽ hiện lên máy của các bác thì các bác sẽ xem được cái video sớm nhất nhé Vâng thì đầu tiên hôm nay em lên cái mã ký hiệu là X thì con đầu tiên là con X1. Một con mâm nhiệt 0,5 lít bán cho các bác giá 85 000 để các bác về trải nghiệm hàng Nhật này. Vì sao con này nó lại rẻ như thế thì quan điểm của em vẫn nói là nó xấu thì nó rẻ mà nó đẹp thì nó đắt. Nhưng quan trọng vẫn là nấu cơm ngon. Con này thì nó bị vỡ chỗ này đấy các bác đây. Đây cái lòng thì khá là ok nhá. Cái lòng của nó thì khá là đẹp này, đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đấy. Không một vết nào luôn có một tí thị chỗ này thôi tí thị, thị thì không ăn thua nhưng tiếc là cái vỏ của nó này cái phần vỏ nó bị nứt chỗ này nhưng nó không hề ảnh hưởng đến chế độ nấu cơm các bác nhá đấy gioăng trên đẹp này một con mâm nhiệt 0,5 lít đấy em bán cho các bác là giá 85.000 cho bác nào là xem được cái video đầu tiên thì video sẽ lên sóng vào lúc 6 giờ khi các bác đang xem Đấy, khi các bác đang xem video này thì nó sẽ là từ 6 giờ trở đi của ngày 14 tháng 7 thì bác nào nhanh tay gọi điện cho shop theo cái số điện thoại 035 424 3636 36, em để trên màn hình thì sẽ chốt được cái con này mã x1 mâm nhiệt 0,5 lít 85.000 hàng bên em không bao ship và hàng sử dụng điện 100V không bao ship và sử dụng điện 100V các bác nhé đấy tiếp theo là một con Mitsubishi cũng 0,5 lít này cao tần 0,5 lít đời 2015 giá bán là 750k con này thì nó có khá nhiều cái chế độ nấu Đấy, nó khá nhiều chế độ nấu và loại gạo nhé. Và thông dụng nhất vẫn là gạo trắng và gạo lứt. Với ba cái chế độ nấu cơm là nấu bình thường, nấu cứng và nấu mềm. Đấy. Ngoại hình con này đẹp. Ngoại hình đẹp kiểu dáng nó cũng hiện đại và sang trọng. Này. Nắp hơi bên trên đang còn khá ok này. Đấy. Họ nấu gạo lứt nhiều thì màu nó sẽ bị thâm các bác nhé. Hôm vừa rồi có một bác bảo là do áp suất cao và hơi nóng thì nó sẽ sang màu thâm cái màu thâm của gạo lứt nó khác hoàn toàn với cái màu của cái răng nó bị xuống cấp các bác nhá. nếu không tin các bác có thể nấu thử đi, nấu thử hai chế độ gạo, xem cái hơi của gạo lứt nó bay lên nó sẽ là cái màu gì, màu nó y hệt những cái màu nhựa này luôn các bạn. đây con này thì son của nó cũng bị cũng bị nhiều cái vết chấm li ti. đấy em khẳng định với các bác là cái chất men của dòng mitsubishi này nó cực kỳ dài luôn, đấy chất men của nó cực kỳ dài và nấu nó, nó không có cái hiện tượng gọi là chóc lan có nghĩa là nó bị những cái vết này thì gần như là các bác nấu cả năm nó vẫn là y nguyên như thế chứ nó không bị chóc lan giống như cái men của thằng Joji cái men của thằng Joji thì nó sẽ có một số cái dòng nó có hiện tượng là chóc... chóc lan ra có nghĩa là lúc đầu nó bằng hạt đậu nhưng mà sau một thời gian thì nó có thể là to to bằng hạt lạc hoặc là hay gọi là hạt đậu phộng đấy các bác nhá con uh, x5 này cao tần 0,5 lít đời 2015 giá bán 750k Đấy, tất cả là dùng điện 100V các bác nhé tất cả dùng điện 100V các bác chốt mã nào thì gọi điện cho shop theo số điện thoại 035 ba để trên màn hình nếu gọi điện mà shop chưa trả lời kịp thì các bác có thể nhắn tin nhé và các bác nhắn tin thì các bác kết bạn Zalo và gửi tin nhắn vào đấy thì sau khi kết thúc một cuộc gọi của khách trước thì em sẽ xem tin nhắn và bác nào thì có duyên với shop thì sẽ chốt được những mặt hàng của shop đấy còn bác nào mà cảm thấy không tin tưởng shop chưa thơ, chưa ưng với mức giá hoặc là cái cách phục vụ thì các bác có thể chọn shop khác thực tế có rất nhiều shop bán hàng à, và shop số... không phải shop nào bán cũng đắt và không phải shop nào bán cũng rẻ thì mình cứ tìm hiểu kỹ đi đây một con mâm nhiệt tiếp theo này một con mâm nhiệt son của nó khá là xấu này son khá là xấu nhá một con mâm nhiệt của tiger đời 2015 mã x3 bây giờ bán là 250k nhé ngoại hình đẹp tiếc là cái son của nó xấu đấy ngoại hình đẹp tiếp là cái son của nó xấu em bán cho các bác là giá 250k con mâm nhiệt đời 2015 tiếp tục là con x4 này con x4 cao tầng 1 lít đời 2014 giá bán là 260k của Hitachi này tình trạng này xoang trên xanh đẹp này không cần phải tháo này lòng có một vài vết chấm này đặc biệt cái lòng của thằng này nó có hai cái quay nhựa nên rất nhiều bác thích này kể cả như sau này có bác chán các bác mua cái nồi đẹp hơn thì các bác có thể là dùng cái này để nấu bếp từ rất là ok Đấy, con này thì nó có bị hơi bong một tí cái mép mica chỗ này Đấy, nó hơi hơi bong một tí cái mép mica chỗ này các bác nhé nó không ảnh hưởng gì hết nhìn thì nó xấu thôi Đấy. em bán cho các bác là 260k mã x4 tiếp tục là con x5 cũng là con giống hệt con X4 với giá bán là 250k con này thì son của nó bị chảy hơn con kia một chút đấy nhưng cam kết với các bác là không dính cơm cam kết với các bác là không dính cơm nhá đấy. về chất con này với con kia thì tương đương nhau tuy nhiên con này thì nó nhiều vết chấm hơn thì em bán giảm giá cho các bác lệch với con kia là 10.000 đồng thực tế bán để cho các bác về trải nghiệm cái hàng nhật nó như thế nào thôi chứ còn những cái con mã hàng nói thật với các bác là dưới 300 gọi là bán giá là giá lỗ rồi Đấy, bán ra lỗ rồi chứ không lời lại cái gì đâu quan trọng là bán cho các bác về trải nghiệm các bác dùng hàng nhật xem nó như thế nào thì các bác bỏ ra một số tiền nó 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 rất là ít mà được trải nghiệm một cái hàng nhật thì giả sử như em có lừa các bác đi thì nó cũng không ảnh hưởng đến kinh tế đấy nó thật sự là như thế luôn chứ còn các bác cứ mua một cái ba bốn triệu hoặc hai ba triệu về mà các bác dùng không được là nó mới là cái thiệt hại lớn còn em ở đây, còn các bác ở đây, các bác còn xem video và kênh và shop của em còn phát triển và còn bán nhiều, đấy. nên các bác mua hàng các bác cần tìm hiểu nhé. tiếp theo là một con Yuriyushi 1 lít này, Yuriyushi cao tầng 1 lít mã X6 đời 2010 480k nhé. con này ngoại hình thì rất là đẹp luôn, ngoại hình rất là đẹp nhé. còn tất cả nồi của bên shop là là trước khi bán thì các bác đều nấu cơm hết và dán tiếng việt. Đều nấu cơm và dán tiếng Việt hết nhá. Đây em dán tiếng Việt này Đấy đều nấu cơm và dán tiếng Việt cho các bác hết Và con nào hết pin thì sẽ thay pin cho các bác Thì trong quá trình thay pin thì em sẽ vệ sinh cái phần điện bên trong cho các bác luôn Đấy là cái khâu kiểm tra cuối cùng Đấy. Thì thực tế là làm cái công việc này á, nó mất rất là nhiều thời gian Thực ra là để mà đánh đổi cái giá tiền vào đây thì Cho nên bảo là nhiều shop họ sẽ không nhận thay pin cho các bác đâu Bởi vì nó mất rất là nhiều công đôi khi họ chỉ cần lời một cái nồi năm bảy chục nghìn thôi nhưng mà một ngày họ bán 100 cái thì họ vẫn nhàn hơn là họ tháo ra hộ vệ sinh cho các bác và nấu cơm cho các bác đấy em nói thật luôn nhá con mã x6 này doang trên đẹp này lòng một vài vết chấm li ti nhá một vài vết chấm li ti bao không dính cơm cho các bác này bên ngoài đẹp này. đấy đấy ok dạ zori Juicy 480k nhá mã x6 em ghi sót mất con uh, x7 8 9 rồi thôi bây giờ là lên con x10 đi em ghi sót mất 3 mã các bác thông cảm nhé em lên tiếp tục là con x10 này con x10 cao tầng 1 lít đời 2013 cũng có Jody Lucy với giá bán là 880k đấy con này với con kia thì thì tại sao nó cũng như thế mà giá nó chênh nhiều nó chơi nhiều bởi vì cái son của con này gần như là nó chưa bị chóc chỗ nào đấy nó chỉ có cái vết cào môi thôi đấy các bác nhìn nhá cho nên em đánh giá một cái mặt hàng em đánh giá theo cái giá trị thực tế chứ em không đánh giá theo cái đời của nó làm năm bao nhiêu hoặc là cái hãng này hãng kia mà em đánh giá thực tế theo cái chất nổi nó đang còn lại là bao nhiêu phần trăm để mình định giá cho nó làm sao khi các bác mua hàng về nó đúng với cái giá trị thực tế của cái sản phẩm đấy toàn cực kỳ đẹp gần như mới tinh luôn các bác nhá gần như mới tinh luôn 880k mã X10. Mã X10 880k cao tần 1 lít đời 2013. Nãy chả biết ghi sao ghi sót con mã X uh, X789 lên X10 luôn. Rồi tiếp tục là một con uh, Mitsubishi này, mã X11 này, con này đời 1997 các bác nhá. Tình trạng là nó bị nứt ở trên cái mặt trên đây. Trên mặt trên nó bị nứt một cái vết này thì các bác có thể về dán cái tem lên hoặc là em có thể các bác yêu cầu em sẽ dán cái tem ở cái vị trí này nó sẽ lấp cái chỗ này đi luôn đấy nhưng nó nứt là vẫn phải báo cho các bác là nó nứt con này là một con nồi cổ nồi cổ đời 1997 đấy doang trên đang còn tương đối đẹp này son của nó nhìn rất là hay các bác nhá Đấy son của con này nhìn nó rất là hay nó không sâu cái son nhưng mà nó rộng đấy và cái vành này nó bị chóc một số điểm này do khả năng là do người ta để cái giá hấp đầu Đấy, và dưới đáy thì cũng có một vài vết chấm nhưng nó là cái dòng nồi cổ mà cái nồi cổ em vẫn đánh giá là cái chế độ nấu của cái dòng nồi cổ nó rất là ngon cơm thứ nhất là cái chế độ nấu và thứ hai là cái nguyên vật liệu thiết kế lên cái nồi ngày xưa các cái vật liệu ngày xưa họ thiết kế nó rất là bền đấy từ năm 1997 đến bây giờ thì các bác biết là cái niên đại của nó là bao nhiêu rồi thì giá bán cho bác con này là về siêu tầm là 430k nhé mã x11 vỏ nhựa một con Mitsubishi Mitsubishi đời 1997 cao tầng 1 lít 430k tiếp tục là một con uh, Toshiba này mã x 12 cao tầng 1 lít đời 2015 nấu cơm cực kỳ ngon và giáo cơm giá bán là 820k các bác nhé con Toshiba cái, cái cái kiểu dáng này người ta gọi là thiên Nga son này các bạn son cực kỳ đẹp luôn Đấy con cực kỳ đẹp luôn các bác nhá bên ngoài này chỉ có một cái vành này họ để lên bàn thôi đấy họ để lên bàn nó tạo nên cái vành trắng này đấy là cái dòng thiên nga các bác nhá dòng thiên nga con này thì cái mạch điện và cái phần kết cấu của nó làm nó nó, nó rất là gọn cho nên là nấu cơm em cảm giác con này nấu cơm rất là, là ok mà nó lành bệnh 820k các bác nhá mà x12 cho bác nào thích một cái con màu trắng mà đẹp như thế này đấy rất đẹp luôn x12 tiếp tục là con x13 này cao tần 1 lít đời 2012 của Tiger này con này có chế độ nấu cơm cháy các bác nhé con này có chế độ nấu cơm cháy luôn thực tế và nói về cái cơm cháy của các cái nồi cơm của Nhật thì nó không phải là cháy giòn đâu mà nó có một lớp cháy dẻo dẻo ở dưới đáy này các bác nhé như các bác cũng đừng có lầm tưởng là mua về là nấu nó giòn như các bác nấu nồi gang bếp củi là không có đâu Đấy em phải nói trước cho các bác Mà nó chỉ là cháy cháy dẻo dẻo thôi Đấy Cháy dẻo dẻo thôi Đây con này thì tình trạng của nó là Son bị vài cái vết chấm li ti Đấy Vài cái vết chấm li ti nó bằng hạt vừng đấy Thì cũng cam kết con này không bị dính cơm Tuy nhiên là nhìn không được đẹp các bác nhé Nhìn không được đẹp Nó đẹp hơn những con xấu nhưng mà chắc chắn là nó sẽ xấu hơn những cái đẹp đối với những bác đã có những cái nồi đẹp rồi thì nhìn vào cái này thì các bác sẽ sẽ cảm giác nó là xấu ngay lập tức còn đối với những bác mà có những cái nồi mà nó chóc như ngón tay thì thì sở hữu được cái này thì nó lại là một sự lên đời Đấy. thì ngoại hình của con này là cái lớp vỏ này thì nó bị vài các cái đốm dĩ đây các bác này nó bị vài các cái đốm dĩ xung quanh Đấy. thì nếu như các bác yêu cầu thì em sẽ đằng nào em cũng tháo ra em thay pin là em sẽ sơn lại cái vỏ này cho các bác Đấy nói trước các bác nha Nếu các bác yêu cầu em sẽ sơn lại cái vỏ này cho các bác này Và cái màu của nó sẽ là cái màu ghi Thì trong quá trình sơn lại thì các bác phải chấp nhận là bị mất cái tem này Đấy các bác nha Khi sơn lại thì các bác sẽ bị mất cái tem này Con này là đời 2012 này Khi sơn lại sẽ mất cái tem nhưng nó sẽ rất sạch sẽ và nó sẽ đẹp Đấy chứ còn các bác yêu cầu zin thì em sẽ để zin cho các bác là là như vậy Thì giá bán của con này là 420k Mã X13 Cao tầng 1 lít 420k có chế độ cơm cháy tiếp tục là con x14 này cũng là một con Tiger này x14 Tiger cao tầng 1 lít 400k cho các bác này cũng sơn lại vỏ nếu các bác yêu cầu nhé cũng sơn lại vỏ nếu các bác yêu cầu bởi vì hiện tại là cái lớp vỏ xung quanh nó cũng bị dĩ tương đối nhiều một là nó bị dĩ và thứ hai là cái lớp nano nó chóc thì mình đánh đi nó sẽ bị xấu nhưng em cam kết cái con này mà sau khi em sơn lại cho các bác thì các bác về các bác không nhìn ra cái, cái nhận ra cái nồi này là mình đã mua của shop đâu khẳng định với các bác là như thế vì tính em là khi mà gửi một cái mặt hàng cho các bác thì phải làm sao cho nó đẹp mình ưng thì các bác sẽ ưng chứ không em không nghĩ đến cái vấn đề là em sẽ làm làm gọi là mất zin hoặc là đổi trác đồ đâu như hôm trước có một bác là là khi nhận hàng á thì trong quá trình mà em em test và em dán tiếng việt á và khi đóng hàng thì cái tem này này đây là hiện tại là cái tem này đang dán ở đây đúng không thì em sẽ bóc lên và em dán lên cái thùng giấy thùng, à, thùng xốp đóng hàng để cho vợ em khi mà lên cái đơn gửi đi cho các bác là nhìn cái mã số thì có một số bác khi bóc nồi ra lại không để ý cái tem này và thấy cái cái nồi này nó mất cái tem này tưởng là em đổi cái nồi khác thì thực tế là không phải như thế đâu các bác nhá còn trước khi can thiệp một cái vấn đề gì về cái nồi mà các bác đã chốt thì em sẽ gọi điện thông báo cho các bác xem các bác có cần chỉnh sửa cái này chỉnh sửa cái kia không và những cái mình làm là cái tâm mình muốn làm cho cái sản phẩm nó đẹp hơn chứ không bao giờ muốn ăn bớt đi đấy bởi vì làm sao khi gửi cho các bác rồi thì các bác phải ưng ý thì mình cái đơn hàng nó mới chót lọt mới suôn sẻ được chứ đến mà các bác thấy xấu hơn là các bác gửi về là mình mất tiền ship là đã chết rồi và thứ hai là cái hàng mà nó quay đầu thì bên vận chuyển họ tung họ ném là nó rất là xót xa các bác nhá nên các bác nào xác định mua hàng của shop thì xác định cho nó thật kỹ nếu cần lăn tăn cái vấn đề gì thì bên em sẽ quay video cho các bác xem cụ thể trước khi các bác chốt chứ không cần phải vội vàng đâu đấy còn khi các bác đã quyết định chốt một cái đơn nào thì mình nói nó phải chắc chắn đây tình trạng con này là cũng có vài vết chấm các bác nhá một con tiger cũng có chế độ nấu cơm cháy luôn đấy nếu các bác yêu cầu thì em sẽ sơn lại cho các bác cái vỏ luôn đây, nắp răng khá là đẹp nhé nắp răng xanh đẹp tiếp là cái vỏ của nó bị xấu thì em bán cho các bác với cái giá như vậy đấy đây, chế độ nấu cơm cháy của nó đây các bác nhé. Còn tất cả nồi em lên sóng để em cũng không test điện cho các bác đâu. Vì em đã test rồi. Lên bấm cho các bác vài cái để thể hiện cái nồi nó có điện là cái gì nó mất thời gian. Đấy, quan trọng lên nói chuyện và giới thiệu các cái mã hàng cho các bác. Đa dạng mặt hàng và đa dạng về mức giá để các bác có thể lựa chọn theo cái phức, mức đầu tư của mình làm sao cho nó phù hợp. Chứ không phải là chê ai ít tiền ai nhiều tiền. Đấy. Chưa chắc các bác mua cái nồi đắt tiền, các bác đã là người nhiều tiền mà những cái bác mà hay mua cái nồi rẻ tiền lại là những cái bác mà chuyên mua để tặng người khác đấy đấy là một cái sự phát tâm là một một cái mà làm sao mà mà mọi người cần phải neo noi theo gọi là theo cái câu là cho đi là còn mãi đấy tiếp tục là con x15 này con x15 mâm nhiệt một lít con này thì mất cái tem đời rồi em bán là giá là 260k con này thì cái phần phím bấm của nó là cảm ứng các bác nhé phần phần phím bấm cảm ứng này Đấy, và tình trạng của nó nó bị thiếu một cái hộc chứa nước ở đây nhé nó thiếu cái hộc chứa nước ở đây thì con này thì em bán cho các bác là 200k đi 200k cho các bác về trải nghiệm cái nồi nhật đấy, còn tình trạng là doang trên xanh đét này doang trên của nó là là xanh đét nó gần như mới tinh luôn các bác nhé doang trên xanh đét Điện 100V con này thì công suất của nó chỉ khoảng 6 đến 700W thôi nên các bác có thể dùng cái cục đổi nguồn 1000W trở về là 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 nấu ok rồi. Cục 1000W là nấu ok nhé Và lưu ý là cái cục cái cục đổi nguồn phải là cái cục biến thế hoặc là biến áp hoặc là tăng phô người ta quấn bằng dây chứ không phải là cái cái mạch bằng hai ngón tay để chuyển đổi điện cho các cái máy khoan hoặc là động cơ đâu các bác nhá. Đấy cho nên trước khi các bác mua nồi thì bao giờ em cũng hỏi là các bác đã có cục đổi nguồn hay chưa? và cục đổi nguồn là công suất bao nhiêu có phù hợp với nồi hay không chứ không phải là cứ nói đại là các bác cứ mua đi rồi lúc về các bác dùng không được là có rất là mất công và mất quan điểm đây tiếp theo là một con Joji uh, X16 này một con Joji X16 hơi móp tí chỗ này nhé Đấy, em sẽ nắn lại cho các bác này cái chỗ này móp em sẽ nắn ra và tích việc nói thật về cái nồi này tất cả từng chi tiết em đã đều từng tháo ra rồi đối với những cái hãng rồi mà em đã từng bán thì không có cái gì là mình không tháo ra được cho nên khi tháo ra thì mới biết là cái này nó nó chất của nó như thế nào cái dòng nào nó thế mạnh gì và dòng nào nó điểm yếu là như thế nào Đấy, cho nên mình thì định giá được Nên là tư vấn cho các bác nên mua cái loại nào cho nó phù hợp con này là mã x6 này x16 này cao tầng 1 lít đời 2011 này giá bán là 730k 730k các bác nhé doanh trên xanh đét Gần trên màu inox xanh đẹp này nắp trên này. đấy cái này là nó xanh chứ không phải là nó tẩy đâu các bác nhá còn bác nào mà cao thủ mà tẩy được răng thì em phải gọi là em bái phục bản chất của cái tẩy răng nó chỉ là tẩy cái bề mặt của răng thôi chứ không bao giờ nó làm cho cái màu của răng có thể xanh lại được đấy. Này, răng à, lòng của con này thì có vài cái vết chấm nó bằng hạt hạt muối iốt thôi đấy các bác dùng khoảng năm bảy năm sau thì nói chuyện sau chứ còn cứ thế này mà dùng khăn khăn vải mà có bác vệ sinh thì năm 7 năm sau ta mới nói chuyện tiếp đấy mà x 16 cao tầng một lít đời 2011 730 k cho bác nào thích một con nồi đẹp mà giá vừa phải các bác nhá tiếp tục là con x 17 này con x 17 cao tầng một lít đời 2013 giá bán là 420k một con của Mitsubishi Mitsubishi thì nó luôn luôn có 3 chế độ nấu cơm bình thường nấu cơm cứng và nấu cơm mềm và cái chế độ nấu của nó chọn nó cũng rất là đơn giản nó chia làm hai mục đó là một mục chọn gạo một mục chọn gạo và một mục là chọn chế độ nấu chọn gạo nó nằm một bên và chế độ nấu nó nằm một bên nên các bác bấm nó rất là đơn giản Đấy. về dòng Mitsubishi nhé. và nó còn cái chế độ gọi là nấu cháo gạo lứt này một số nồi có gạo lứt nhưng nó sẽ không có chế độ nấu cháo gạo lứt nhưng mà riêng thằng này thì gạo lứt của nó có nhiều chế độ nấu luôn đấy các bác nhé cho nên là khi tìm hiểu một cái mã nồi để tư vấn cho khách hàng thì mình phải nắm sâu được cái kiến thức về nó và cái cách sử dụng nó thì mình tư vấn cho khách nó mới hợp lý được đây con này xong là tình trạng nó bị nhiều vết chấm nó phải bằng nửa hạt gạo các bác nhé vết chấm của nó bằng nửa hạt gạo tuy nhiên là cái chất men của nó vẫn còn rất là dai bên ngoài là màu inox luôn sáng bóng Đấy. Nắp gioăng bên trên cũng còn khá là ok, ngoại trừ một số cái màu gạo lứt thôi. Đấy. Về cái phần nhựa của thằng Mitsu, em phải khẳng định với các bác là về phần kết cấu nhựa của thằng Mitsu thì cực kỳ chắc chắn và bền. Đấy. Phần nhựa nhá, phần vỏ nhựa cũng kể cả là quay sách. Nó làm cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, mã X17 này cao tầng 1 lít đời 2013 420k tất cả đều sẽ dán tiếng Việt cho các bác nhé tất cả đều dán tiếng Việt cho các bác về sử dụng chứ nhiều bác đến là gọi chỗ hàng là cứ dặn là phải dán tiếng Việt cho các bác vì cái đấy là nó là cái điều đương nhiên các bác không cần phải dặn mà nó là cái trách nhiệm của em bởi vì làm sao bán về các bác phải dùng được đấy, bán về là các bác phải dùng được phải nấu được còn vẫn nói là cái tỷ lệ nếu giả sử như nó bị lỗi nếu giả sử như nó bị lỗi 100 con nó lỗi một hai con Thì em sẽ xử lý em đổi hàng cho các bác một cách nhanh nhất Chứ không phải là Hàng không phải là do mình sản xuất ra Cho nên không thể ông nào nói được là Nó bền lắm Nó dùng không biết lúc nào hỏng Thì cái đấy là, là là Em vẫn phải nói trước nhé Tiếp tục là con X18 này Một con áp suất 1 lít Của Panasonic đời 2014 Giá bán cho các bác là một triệu tư này Con này nó là dòng áp suất cho nên là em sẽ cam kết cho các bác là nó sẽ không bị xì hơi các bác nhá. đấy còn nếu nó bị xì hơi thì giá của nó sẽ khác đấy áp suất bi đây nhá và cái hộp này vẫn đang còn rất là là sạch và chắc chắn này đấy các bác mua nồi áp suất các bác nên để ý cái hộp này này khi mà nó còn bóng còn sạch thì nó có nghĩa là cái chất nhựa này nó đang còn tốt còn một số dòng cái, cái hộp này nó bị mùn với nhựa ra thì xem như là cái đấy nó là nó là bỏ đi thôi đấy hoặc là bán cực kỳ thấp cho các bác lấy đồ thôi đấy như con này là nó chỉ bị là cái doang của nó hơi màu nâu nâu này thôi bên phía phần ngoài thì vẫn đang rất là xanh này đấy. tình trạng son này nó có một vài cái vết thâm một vài cái vết thâm li ti các bác nhé đấy, một vài vết thâm li ti son của nó thì cũng rất là dài son rất là dài đấy, đẹp đấy. panasonic áp suất nhé. áp suất một lít cho bác nào hôm trước hẹn áp suất này giá một triệu tư tiếp tục là em lên cho các bác một con áp suất một lít đời 207 cho các bác về nấu cơm nấu cháo kho cá kho thịt này một con áp suất một lít đời 207 mã x 19 giá bán là 250 k của Hitachi dòng Hitachi thì em vẫn nói là nấu cơm nó không ngon cho nên bán cho các bác về nấu cháo kho cá kho thịt doang con này còn tương đối là đẹp doang tương đối là đẹp học thì nó hơi xấu rồi học hơi của nó thì hơi xấu đấy nhưng mà răng nó rất là đẹp và bán cho các bác là cái giá này về để trải nghiệm để trải nghiệm để để để, để nấu cháo con này nấu cháo thì cực kỳ ngon luôn các bác nhé đấy đây so của nó một vài vết chấm này đấy các bác nhìn kỹ nhá chất men thì rất là dai đấy, chất men của con hi này rất là dai 250k cho các bác về trải nghiệm một con nồi áp suất một lít nhé nấu cơm không ngon nhưng nấu cháo rất là ngon Đấy. và cũng khuyên các bác không nên nấu cơm mà để nấu cháo đi để nấu cháo đối với dòng hy thì các bác nên để nấu cháo kho cá kho thịt mà x 19 x 20 là một con cắp nách của Mitsubishi này cao tần 1 lít đời 2014 giá bán là 570k một con màu đen vỏ nhựa đời 2014 tất cả các kiếm đã được dán tiếng Việt đây các bác này bất kỳ một cái nồi nào sau khi các bác mua là đều dán tiếng Việt như thế này cho các bác và rất dễ sử dụng còn bác nào không không quen mà sợ không biết cách dùng thì em sẽ quay video hướng dẫn trực tiếp cho các bác luôn hoặc là các bác kết nối Zalo gọi video em sẽ chỉ cụ thể gọi là cầm tay chỉ việc cho các bác đấy làm thế nào là khi mà mua cái mặt hàng là không bị thất vọng đấy các bác nhé không phải bị thất vọng còn bác nào chưa tin tưởng shop thì các bác nên xem các video trước của shop vào kênh thọ nhật bãi bấm vào nút đăng ký kênh xem các video trước xem shop bán hàng như thế nào có ai phản ánh những vấn đề gì hay không trước khi mình mua hàng đây con này thì son cũng tương đối đẹp bị một vài cái chấm li ti thôi và em vẫn nói là cái chất men của thằng Mitsubishi nó cực kỳ dài các bác nhé cho nên nó đã bị chấm rồi nhưng mà cái để mà nó lan ra thì phải nói là không biết khi nào nó mới lan ra bởi vì mình cảm nhận khi mình cào nó không thấy nó chóc ra thì biết là cái mức độ dai của nó như thế nào nắp hơi còn khá là đẹp này nắp hơi học hơi khá là đẹp luôn nhé răng dài này răng thằng này nó hai lớp đó bác nhé một lớp ngoài và một lớp trong đấy thì con này bán cho các bác với giá là 570k mã x20 cao tầng 1 lít đời 2014 hàng dùng điện 100V công suất 1500W cho em các bác nhé hàng dùng điện 100V công suất 1500W và cái cục đổi nguồn ở đây các bác có thể mua ở bên em cũng được và mua ở các cái tiệm điện dân dụng ở gần nhà mình cũng được bởi vì uh, cái cục này nó nặng nằm cân mấy 6 cân nên, tiền ship nó cũng khá là cao nên các bác nếu mà mua được ở gần nhà thì các bác mua cho nó tiện còn nếu mà gần nhà họ bán cho các bác giá nó cao quá thì các bác lại liên hệ shop sẽ gửi cho các bác và giá bán của một cái cục nguồn 1.500w tại shop là 400.000 còn ship cho các bác thì nó sẽ tùy xa gần nó dao động tiền ship là 50 đến 60.000 các bác nhé tiếp tục là con x21 áp suất 1 lít đời 208 này 330k này. cũng là một con áp suất của Hitachi chất men của con này thì còn gọi là cực kỳ bóng ngoại trừ nó bị hai vết chấm và một cái gạch bằng cái lông chó ở giữa các bác nha Đấy, hai vết chấm và một cái gạch bằng cái lông chó ở giữa các bác nhìn thấy chưa bên ngoài nó là một cái lớp sần nhé bên ngoài nó là một cái lớp mạ sần Đây, cái logo của nó giống như một cái là cái cái cái, cái, cái gọi là cái dấu của cái, của vua chúa ngày xưa nó đóng vào đây đấy. <laughs> em nhìn thấy gọi là cái ấn cái ấn của 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 hoàng thượng đây, nắp hơi nắp hơi hai bi này Đấy, con này nó bị các cái phân phân trắng trắng này thì về tẩy là nó ra các bác nhá, về ngâm nước tẩy nó ra. Đấy. Có thể là do ngày trước họ dùng nước đá vôi, cho nên nó bị cái phấn trắng trắng. thì cái này mình về mình ngâm nước hoặc là mình ngâm lâu một chút mình đánh thì nó sẽ ra thôi. Đấy con này nấu cháo thì cũng cực kỳ ngon, nhưng mà nấu cơm thì nó sẽ không ngon. Đâu. Nấu cơm dòng này thì các bác phải đổ nhiều nước cho em, mà đổ nhiều nước thì cơm nó sẽ không được ráo. Đấy, bởi vì những cái dòng nào em đã nấu em thử thì em rút ra là cái cái kiểu nấu của nó như thế nào thì nó hợp lý. Nhưng tuy nhiên thì cái dòng này để nấu cháo thì rất là tuyệt vời các bác nhé. Còn x21. Tiếp tục là một con áp suất cho các bác luôn này. Hôm nay xả một số cái mã là giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác về trải nghiệm. Kể cả bán đắt hay bán rẻ nhưng mà tất cả đều phải gian tiếng Việt và test kỹ cho các bác nhé. Ngoại trừ một số con gọi là nó quá xấu thì em cũng nói luôn với các bác là nó xấu lắm các bác ạ các bác có ưng ừ, thì các bác mua đấy còn những cái con nào giá như thế nào thì vẫn phải kiểm tra cẩn thận trước khi gửi đi cho các bác đấy một con x22 áp suất 1 lít đời 209 này của Mitsubishi này giá bán là 330k nhé 330k thực tế mà cái giá này là gọi là cái giá là gọi là giá phá giá nhưng vì sao bởi vì tình trạng của nó là nó không còn đẹp nữa đây cái nắp hơi bên trên thì nó cũng bị chóc một số cái điểm sơn này rồi còn bên dưới cũng thế đấy các bác nhá còn răng của nó thì nó bị ngã ra cái màu nâu rồi nó không được đẹp nó không được đẹp các bác nhá còn cái con này để về các bác nấu cháo để về các bác nấu cháo hoặc là dòng mít su này nó cơm vẫn ngon nhưng thực ra cái cái xoong này nhìn nó cũng xấu quá rồi mà các bác đem ra 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 phòng khách mà tiếp khách mà bê cái nồi cơm này ra thì nó cũng gọi là hơi là mất mặt một chút Đấy, cho nên khi mình để trong nhà để mình nấu cháo cho các cụ, nấu cháo cho các em nhỏ thì nó cực kỳ an toàn. Nhìn nó chóc thế này thôi nhưng nó không hề độc hại các bác nhé. So với các bác mua hàng mới, so với các bác mua hàng mới ở những cửa hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đấy là em nói tế nhị, mua ở cửa hàng mới mà không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cho dù nó mới tinh vào cái nồi 7-800 nghìn thì cái men của, của nó là sản xuất thì nó không bao giờ an toàn như cái dòng này đâu các bác nhé. Đấy mã 22 330k. Các bác xem video ưng cái mã nào thì các bác ghi lại cái mã đấy. Rồi sau đấy các bác gọi về cho shop theo cái số điện thoại em để trên màn hình. Là bên em sẽ lấy thông tin địa chỉ của các bác gửi đi và bên shop sẽ không không yêu cầu các bác đặt cọc nhé Không yêu cầu các bác đặt cọc. Chỉ cần các bác quyết tâm mua hàng. Đấy lời nói nó phải có trọng lượng đã xác định mua. Thì nói mua không thì thôi. Đấy chứ tránh cái tình trạng là mua xong rồi đến lúc mà ship gửi đến thì các bác lại không nghe máy đó là rất là mất công đây con này là con x23 cao tuần 1 lít đời 2017 này giá bán là 320k này tình trạng là nó bị sứt chỗ này Đấy. nó bị sứt cái phần nhựa chỗ này các bác nhé thì cái chỗ này thì hơi nó cũng không xì ra đây đâu bởi vì hơi nó đang còn nằm trong cái rong này cơ tuy nhiên là nhìn nó bị xấu nếu các bác khéo tay các bác có thể là hàn cái nhựa này lại hoặc là dán cái tem lại đây đấy cái đấy là do tùy các bác nhé và lòng của nó thì nó bị hai vết chóc này tất cả đều đẹp nhưng bị hai vết chóc có nghĩa là cái nền men của nó vẫn đang còn đẹp nhưng do cái tác động vật lý nó bị hai cái vết chóc ở dưới đáy đây đấy, song của thằng này thì đặc biệt thì của thằng Izit này thì nó rất là dài đấy dày và nặng thì con này em bán cho các bác là 320k các bác về trải nghiệm này. môi lồi rốn sứt môi nổi rốn tiếp tục là con uh, con Mitsubishi này. con Mitsubishi này có 3 chế độ nấu cơm nấu bình thường nấu cứng nấu mềm mã x24 cao tầng 1 lít đời 206 này. con này thì cái phần mica bàn phím của nó nó bị phồng lên các bác nhé Tuy nhiên là bấm nó vẫn bình thường nhưng nhìn nó không được đẹp và nó mất mỹ quan Đấy, nhìn nó không được đẹp em cũng bán cho các bác với giá 320k tại sao con này nó bị chóc thế này mà giá của nó vẫn 320k thì ngoài cái ngoại hình của nó xấu nhưng bù lại bên trong nó lại có một cái lòng bằng gốm đây một cái lòng bằng gốm các bác nhá đấy cái lòng gốm hai lớp mà giá trị cái nồi thì thực tế nó nằm hết ở trong cái son này luôn đấy các bác có thể bán cái son này với giá là 300.000 nó rất là đơn giản thôi nhưng cái xác này nó vẫn còn hoạt động tốt mặc dù nó hơi xấu cho nên em vẫn cố em giữ lại em giữ lại để em bán cho các bác trải nghiệm thôi nói chứ không thì bán cái son là cũng ngang tiền cái nồi rồi nhưng mình để lại để bán cho các bác trải nghiệm khi các bác nấu các bác thấy ngon các bác sẽ mua một con tương tự như thế nhưng nó đẹp hơn thì lúc đấy là mình đã đã có cái kinh nghiệm sử dụng về hàng nhật rồi và lúc đấy mình chia sẻ cho mọi người cái cách dùng nó cũng mới hiệu quả được trước khi các bác chưa nắm được cách dùng mà các bác chia sẻ cho người khác là một cái con dao hai lưỡi cho nên em vẫn khuyến khích các bác là không nên giới thiệu mua hộ cho ai cả mà nếu ai cần thì cứ liên hệ trực tiếp cho em em sẽ tư vấn cho các bác đấy nên không 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 phải tốt nhất là không nên mua hộ cho ai còn thực sự nếu mà thân thiết người nhà thì mình mua thôi còn hàng xóm mà hỏi mua hộ là lúc mua về người ta không ưng cái mẫu mã đấy là người ta lại thì báo mình thế này thế kia các bác nhá đấy còn ông nào thích bà nào thích thì báo người ta đấy vào cái kênh thọ nhật bãi mở trên tivi hoặc cái điện thoại đấy vào đấy mà xem thích cái nào thì mua không thì gọi cho nó thì em sẽ tư vấn cho đây tiếp tục là một con Juri uh, Yuri Yushi này mã x25 này cao tầng 1 lít đời 215 này ngoại hình vỏ nhựa vỏ nhựa màu trắng thì cũng tương đối đẹp cái phần chỗ này thì nó cũng hơi bị ngã màu ngà ngà rồi đấy các bác này nhưng mà nó đang còn dai nhựa nhá cạo nó không ra Đấy, cạo nó không ra Lòng của con này thì cũng còn 90% Ngoại trừ một vài cái vết Cái vết xước ở trên, phía trên Bên trên một chút chứ nó không phải là ở dưới đáy Đây các bác nhìn nghiêng nghiêng như các bác thấy nha Còn bên ngoài là một lớp sơn phủ bóng Son Platinum này Son Platinum này. Một dòng son cao cấp của Egypt à, Của Juli nhé Hãng vua nồi cơm nhật Vua nồi cơm nhật Mã X25 tiếp tục là một con uh, x26 này cao tầng một lít mất mất tem sản xuất rồi nên em để dấu chấm hỏi với giá bán là 270k con này là cũng có chế độ nấu cơm cháy các bác nhé con này thì cũng giống như một số con em đã bán cho các bác là cái nốt nấu cơm cháy á nó không làm riêng vào một nốt mà nó nằm tích hợp ở trên cái nốt nấu cơm này đấy nó nằm tích hợp trên cái nốt nấu cơm này thì khi mà mình bấm một lần đây em bấm thử cho các bác xem nhé. Khi khi mình bấm một lần á, thì nó sẽ là nấu cơm bình thường. Nhưng khi các bác bấm hai lần nó có cái chữ cơm cháy hiện lên ở đây thì nó sẽ là chuyển sang cái chế độ nấu cơm cháy các bác nhé. Đấy cho nên là em sẽ dán một cái chữ nấu cơm cháy nhỏ nhỏ ở đây này là em sẽ, sẽ hướng dẫn cho các bác là nếu muốn nấu cơm cháy là mình bấm hai lần còn một số cái mã khác là nó có riêng cái chữ nấu cơm cháy cái nốt nấu cơm cháy nó đặt riêng ở một vị trí khác thì nó sẽ dễ sử dụng hơn tuy nhiên là khi mình dùng cái nồi của mình thì mình sẽ quen mình sẽ quen cái cách nấu thì là không sao hết đấy các bác nhé thì hôm nay cũng mới về được một ít cái hàng hàng một lít rưỡi và 1 ,8 lít tám thôi thì em cũng cũng tranh thủ em lên cho các bác một vài con để các bác lựa chọn vì thực tế là rất nhiều các bác khách là gọi điện riêng để hẹn cái hàng 1 lít 8 nhưng em vẫn nói là cái hàng 1 lít 8 nó cái lượng hàng nó về nó rất là ít và để chọn được những những con hàng đẹp thì nó lại càng khó hơn mà giá thì nó lại rất là cao đấy các bác biết là khi mua một lô hàng mà giá nó cao về mà trong đấy dính vài con bị lỗi hoặc là lòng nó xấu thì gần như là lỗ nặng chứ còn ví dụ như cái lô nổi ba bốn trăm nghìn thì nó có hỏng một vài con thì cái tỷ lệ mất của mình nó cũng ít còn thuyền to thì sóng lớn chơi hàng đắt thì rủi ro cao đấy và em vẫn khuyên các bác là thay vì mua một cái nồi lít 8 thì mình có thể mua hai cái một lít vẫn là hai cái nồi còn cực kỳ đẹp luôn đấy nhưng mình mua một cái lít 8 với cái giá tiền tiền mà thấp thì nó lại xấu quá mà tiền cao thì mình lại có thể mua được hai cái một lít luôn đấy các bác ạ nên là chọn được con một lít một lít tám thì nó cũng khá là nan giải thì con này là con một lít rưỡi của Panasonic thì thực tế mà nói một lít rưỡi với một lít tám thì nó cũng chênh nhau chỉ có 0,3 thôi đấy như con này thì các bác có thể nấu bốn bát gạo thoải mái đấy các bác nha thì đối với gia đình đông người các bác nấu bốn bát gạo thoải mái hình thức thì so của con này thì nó cũng ngang với con một lít về chiều rộng nhưng chiều sâu của nó thì sâu hơn có thể nó sẽ có thể chứa cho bác khoảng tầm bốn bát cơm nữa đấy ngoại hình con này thì bên ngoài thì cái lớp men men sơn màu vàng của nó đã bị chóc cái phần này đây Đấy, còn bên trong thì nó bị một vết chấm to và một vài cái li ti thì em đánh giá đối với một con lít rưỡi đến lít tám mà được một cái son như thế này thì gọi là hàng chọn này các bác nhá hàng chọn mới được như thế này chứ còn không là nó nhìn nó xấu lắm không tin các bác có thể gọi video trực tiếp cho em em sẽ quay cho các bác cái lô hàng mới về nó bị rất là nhiều con xấu đấy chẳng qua là các bác yêu cầu quá nhiều mình không bán thì mình cũng tiếc và sợ là các bác lại bảo là shop làm ít mã quá cho nên là em cũng về cũng số lượng cũng vừa phải thôi cái hàng một lít 8 đấy và vẫn khuyên các bác là nên mua hàng một lít nó rẻ và nó đẹp đấy con này là mã x 27 bảy cao tần một lít rưỡi đời 2012 giá bán cho các bác là 1 triệu 7. 1 triệu bảy con này thì các bác vẫn dùng cái cục đối nguồn có công suất 1.500 w cho em nhé bởi vì công suất của nồi là 1200w thì các bác dùng cục nguồn công suất 1500w và nấu 4 bát gạo thoải mái các bác nhé, có thể là hơn 4 bát cũng được. đây còn bác nào muốn cái con to hơn là con 1 lít 8 đây thì các bác lấy con Natuna này với cái mã là X28 cao tuần 1 lít 8 đời 207. giá là 1 triệu 7 000, cho các bác này, một con na van tròn con na van tròn doang thì nó cũng bị ám màu gạo lứt nhưng nó vẫn đang còn dài vẫn còn dài các bác nhé doang trên thì nó đã ngã sang màu nâu rồi nhưng mà cũng chưa bị rách đấy vẫn đang còn dài đấy con này là con một lít tám các bác nấu cho em mà bốn đến năm bát gạo đây, song bên ngoài là màu inox này so bên ngoài inox về các bác nếu mà kỹ thì các bác có thể là đánh cho nó sáng bóng dùng cái máy đánh bóng cả nà các bác đánh sáng bóng cho em nhé là sẽ rất đẹp còn lòng thì nó cũng có một vài cái vết lăm nhăm lăm nhăm đây để các bác xem thật kỹ nha thì dòng này thì em như tình trạng như thế này thì em vẫn bao các bác là không bị dính cơm đâu đấy vì cái nền cái nền men của nó vẫn đang là còn rất đẹp chẳng qua là bị vài cái vết xước như thế thôi thì nhìn nó 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 cũng cũng không không được ưng ý nhưng thực tế mà chọn con nồi một lít tám như thế này để được một cái son đẹp thì các bác xác định cứ phải bỏ ra tầm 3 triệu đấy để một con nồi mà có lít 8 mà có cái son đẹp thì cứ xác định là bỏ ra 3 triệu rồi hãng đặt vấn đề với cửa hàng chứ không có một cái cửa hàng họ bán cho các bác một cái cái nồi lít 8 mà lòng đẹp mà giá chỉ có một triệu mấy đâu còn các bác phải lưu ý cái vấn đề mà có một số shop là người ta sẽ sơn lại cái lòng các bác nhé như cái video trước em nói đấy một số shop người ta sẽ sơn lại cái lòng và đặc biệt là khi chụp lên ảnh các bác sẽ không phát hiện được đâu mà một khi mình đã cọc tiền cho họ rồi mình cọc tiền cho họ rồi họ ship đến nhà mà mình phát hiện ra thì bây giờ bỏ thì mất tiền cọc mà lấy hàng thì lại ôm cả một cái cục tức vào đấy mà khi họ đã sơn vào thì đánh tẩy nó cực kỳ khó luôn khi mà tẩy được cái sơn của họ thì đồng nghĩa với cái men cái men còn lại của mình nó cũng chóc luôn các bác nhá đấy cho nên là cái vấn đề mà sơn lòng là gần như là tuyệt đối phải kiểm tra rất là kỹ cái vấn đề đấy tiếp tục là con mã x29 này con x29 cao tầng 1 lít 8 đời 206 đồng giá 1 triệu 7 cho các bác luôn nhé đấy răng của con này thì đẹp hơn con kia răng con này thì xanh và đẹp hơn con kia này răng trên thì nó cũng bị màu nâu rồi đây nhưng mà cái này thì nó nằm cố định một chỗ cho nên là nó vẫn dùng thoải mái các bác nhé đấy dùng nó vẫn là rất là thoải mái ok còn song của con này thì bên ngoài thì đang còn đẹp sáng tinh bên trong thì tổng thể nhìn cũng óng ánh nhưng con này lại bị ba vết chấm một vết chấm to và hai vết chấm nhỏ đấy, một vết to và hai vết nhỏ cái phần còn lại thì đang óng ánh kim tuyến này. Đấy. thì hôm nay cũng chỉ chỉ cái dọn kịp được cho các bác ba con thôi ba con to đấy là một con lít rưỡi và hai con một lít tám thì bác nào ưng cái mã nào thì vui lòng liên hệ cho shop thì cuối cùng là em lên một cái con mâm nhiệt 0,5 lít này. Mã X30 này, đời 2012. Bán cho các bác là 270k xã hàng. Đấy, xã hàng cho các bác nha. Hôm trước bán một con 500k rồi. Nhưng con đấy son nó đẹp. Còn con này thì son nó xấu. Đấy, các bác nhìn cái này, các bác không biết nó là cái nồi cơm đâu. Đây, con này thì son nó dày. Nhưng mà nó bị chấm nhiều ở dưới đáy này. Con này thì thực tế nó cũng không dính cơm đâu nhưng mà nhìn vào cái son thì nó cơ bản cái men của nó là men là hơi màu 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 xanh tím than cho nên là nó lòi cái vết xước ra nó để ra cái màu trắng này các bác nha con mâm nhiệt nha con mâm nhiệt và thằng này nó đặc biệt ở cái gì nó đặc biệt là nếu như mình không bật cái phím cái bàn phím này ra thì bên ngoài nó chỉ có ba cái chế độ cơ bản là các bác dùng nó rất là dễ còn khi bật cái này ra thì nó cố nguyên một cái bảng điều khiển phía bên trong này Đấy. giống như kiểu là điện thoại nắp gập ấy thì con cuối cùng của video em bán cho các bác là 270k nhé. Thì cũng xin cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng shop. Thì cũng mong rằng trong thời gian sắp tới sẽ thu xếp lên được nhiều cái mã hàng cho các bác để các bác có cơ hội trải nghiệm được được nhiều cái 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 mặt hàng về hàng Nhật hơn. Thì sắp tới có một cậu em ở bên Nhật về. Thì một hai ngày nữa cậu em ở bên Nhật về thì em cũng đã đàm phán và 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 đưa cậu về làm tại cửa hàng tại shop bởi vì uh, dù sao em cũng đã có cái kinh nghiệm sống ở bên đấy về sử dụng các cái hàng Nhật như thế nào thì vừa là đào tạo nghề vừa là lấy người làm cho mình thì hy vọng là sắp tới sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của các bác. Thì uh, cuối video xin uh, cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.